Xin chào tất cả mọi người, vẫn là tôi Đức Thắng, phóng viên thường trú tại Happy Home TV. Vâng, người ta nói là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma hoặc mặc áo giấy. Hôm nọ cũng bối cảnh như này, thì tôi đi với bạn Minh không đeo kính. Hôm nay tôi đi bạn Hiếu thì tôi cũng phải đeo kính vào cho nó phù hợp. Thì hiện tại tôi đang trên cái cung đường Trần Hoàn, cung đường tuyến đường quận, trung tâm trục chính của trung tâm hành chính quận Hải An. Hôm nay chúng tôi sẽ review cho các bạn một căn nhà độc lập rẻ nhất tại Đăng Hải. Rẻ như thế nào thì mong các bạn hãy xem đến cuối video. Xin chào mọi người, hiện tại tôi đã đến căn nhà nằm trong ngõ 467 Đăng Hải. Như các bạn đã thấy, trong vòng bán kính 500m thì nó đầy đủ tất cả các tiện ích. Ví dụ như trường tiểu học này, trường cấp 2 này, trung tâm hành chính quận Đại An này, chợ này, chợ Đông Đông này. Và một loạt các tiện ích xung quanh, các dịch vụ xung quanh để phục vụ người ở. Đấy, thì là với căn nhà này thì là nằm trong ngõ 467 Đăng Hải. Như các bạn đã thấy, tôi không thấy một cái ngõ nào nó an ninh như cái ngõ này. Cứ 30m chúng ta lại thấy một cái camera an ninh, đúng không? Và đến căn nhà này thì tôi có nói qua các bạn, căn nhà này là căn nhà 2 tầng rưỡi, 40m vuông. Ngang bình thường các bạn nghĩ đến căn nhà 40m vuông thì 2 tầng rưỡi thì làm sao mà chúng ta có thể đủ công năng và làm sao mà có thể ở thoải mái, đúng không ạ? Thì với căn nhà này nó lại khác biệt vô cùng. Bởi vì sao? Căn nhà này thì với khuôn diện tích 40m2 nhưng mà ngang nó 6m6. Đấy, tối ưu cái không gian cho bạn, cho tất cả mọi người đều có thể ở được. Đấy, nhất là gì? Nhất là những cái vợ chồng trẻ, những cái người đã có tuổi. Đấy, hay tại sao có người có tuổi thì chút nữa mình xem nhà thì mình sẽ biết. Và thêm cái nữa là những cái bạn vợ chồng trẻ này mới cưới này, ở tỉnh xa ra đây làm việc này, ra Hải Phòng làm việc này. Đấy thì bây giờ thôi, tôi không nói nhiều nữa. Tôi mời các bạn vào xem nhà. Thì chúng ta sẽ gặp một đối tượng, chúng ta sẽ gặp một người vô cùng là đặc biệt với căn nhà này. Dạ vâng, xin chào anh. Xin chào anh em nhá. Xin giới thiệu mọi người, đây là anh Trung. Anh Trung hiện tại cũng đang là đồng nghiệp của tôi, nhưng mà cũng đang là chủ nhà của căn nhà này. Đấy thì anh Trung hôm nay thì em đến thì là review cho các bạn một căn nhà của anh đang bán. Đấy. Thế mời anh em vào trong. Anh Trung ơi, thì là nhà mình hiện tại là xây được bao lâu rồi anh nhỉ? Nhà này thì hiện tại là mình hoàn thiện vào cuối năm 2018. Thì đến nay cũng được hơn 1 năm sử dụng rồi. Đấy. Thì như bạn nhìn thấy bố cục bên dưới thì có thêm một cái ổ mú so khác với những nhà sư kinh doanh. Vâng. Em đặc biệt em vào nhà anh thăm nhà này thì em vô cùng thích cái chỗ này, bởi vì lý do là nó phù hợp cho ví dụ vợ chồng trẻ mà tự nhiên mà có bố mẹ ra ngoài đây rồi ở cùng đấy. Thì là vì chính cái lý do là như thế là mình mới đến cái phòng ngủ ở dưới này. Tôi vô cùng là thích cái cách bài trí này của anh ấy, bởi vì là lý do là khi mà vợ chồng trẻ thường thường có bố mẹ ra đây ở cùng. Đấy, ra đây công tác thì thường thường có bố mẹ ra đây ở cùng. Bởi vì nó có con nhỏ mà, thế các cụ hay ra đây. Cái nhà này thì là anh xây độc lập không cột anh nhỉ? Đúng rồi, tất cả là ở đây là có các góc tường đều có cột. Và đặc biệt vì cái nhà này là nhà vuông nên bắt buộc ở giữa mình phải có cột để cho nó sinh mái, nó không bị bóng vừa. Đây, đấy, toàn bộ đây góc này cột này, góc này cột này, bốn góc tường đều có hết. Dạ vâng, đấy. Cái đây là cái không gian phòng khách, như là cái một cái không gian phòng khách nhỏ này. Đúng rồi, mình có thể mình tận dụng cái không gian cái này để làm một cái phòng khách nhỏ thôi. Ở đây chỉ kê bộ bàn ghế nhỏ ở đây và tivi mình để góc này. Đấy, không gian bên này thì buổi tối mình để xe đấy, sáng thì có thể mình ăn ở đây hoặc ăn ở góc này. Đấy, đây bên trong một cái không gian, chúng ta có một cái không gian phòng bếp nhỏ xinh vừa sử dụng. Vì do diện tích nó cũng khá là hẹp, thế nên là mình chỉ để một cái không gian bếp nó nhỏ thôi.
thì không đủ cái diện tích để mình sử dụng một cái bếp nó rộng quá. Vâng đấy. Vâng đúng rồi, với một cái căn nhà 40m2 mà thì gì ạ? Cái em thấy cái gầm cầu thang này nó vẫn còn một chút không gian trống đi. Thì mình dự tính là mình làm một cái cửa đây, còn mình để làm một cái kho thế này để mấy thiết bị ví dụ như là đồ dùng như là ắc quy hoặc là rượu mình để dưới này. Vâng. Che đi. Các thấy dưới này anh rất là dễ có thể dùng ở dưới này vẫn có nhà vệ sinh. À, cái điều đặc biệt em lại thích nữa là cái gì, trong cái nhà vệ sinh này bao giờ là cũng có một cái cửa chớp, cửa chớp thoáng thì đúng cửa chớp thoáng để mình có thể mình mở ra để cho những tôi phải nói này cho các bạn ấy, bởi vì những cái nhà mà 40m2 ấy, ngang 4x10 thường thường là rất là hiếm khi là có những cái độ thoáng như này để mà có thể làm được cái không gian như vậy, bởi vì cái nhà này ngang 6m6 thì nó mới làm được như vậy thôi. Đây này, chúng ta có thể làm cửa bếp này ra ngoài nhé, lỗ lớn rất là thoáng anh nhỉ. Dạ vâng. Đấy thì ở dưới tầng 1 thì chúng ta có không gian như vậy. Đó, em mời anh em đi. Đấy thì anh dẫn em đi tham quan tầng 2. Cái cầu thang này em thấy nó cũng không dốc anh nhỉ, nó không bị dốc. Cầu mà... thang này là mình tính là để phải chưa đến 20 phân mà, thế nên là dài từ giữa nhà mà dốc lên, thế nên cảm giác mình đi nó rất là êm chân, chứ nó không quá cao. Vâng. Mình di chuyển nó dễ dàng hơn. À, ở đây là em thấy mà bố cục trên này là nó lại có một phòng trống này, không biết là ngày xưa để trước lại có ý tưởng là với không gian gì với không gian hay không? Không gian trước kia là mình chưa để bên này cùng tại vì sao? Tại vì nhà mình có chuyển trống, thế nên mình muốn tận dụng cái không gian trước này rộng để trẻ con chơi. Còn mình tính là mình để phòng khách trên này và bên dưới mình xem cái để bàn ăn sạch sẽ. Và mình tính ở trên này nó rất là thoáng. Vâng. Phòng này thì mở cửa ra không ban công luôn. Có ban công luôn. Ban công. Ban công thì rộng rồi. Ừ, ban công mình thì khá rộng. Vâng. Này 2m, 3m. Em thì lại em thích cái độ thoáng. Em thì được. Em đi review nhà, có nghĩa là đi cho mọi người tham quan nhà ấy. Thực thường em đi cho mọi người xem toàn căn nhà thoáng ấy. Vì là chỉ có dưới này mình mới có thể tận dụng được cái khoảng không gian nó thoáng mát như này thôi. Chứ thực ra mà trên phố mình cùng trước mình ở trên phố mình thuê nhà lên đấy, cái cảm giác nó bí bích lắm, nó không được thoáng mát như này đâu. Đằng trước này đất cát nó vẫn còn, gió ở đằng này là thường là gió nam nó đẩy về đây. Vâng. Cái chân này là bịt rồi. Vâng. Nên là nó rất là thoáng mát. Vâng. Mở cửa ra mùa hè mở cửa mát. Vâng. Đằng trước chính diện cái nhà này là của mình nhà hướng đông, nên là nó có một cái không gian nó chạy thoải như này, nó đón gió ăn mát, nó hóng gió ăn mát, nó hút gió vào trong cũng không. Đây thì là cái đây là phòng ngủ của nhà sách này, mình chính như thế này nhỉ. Đây có cái phòng ngủ của vợ chồng mình ở trên này, vợ chồng anh với đứa nhỏ. Với không gian như này thì tôi tầm 10m2 như này thì kê đồ thì nó có khó khăn thì mấy không anh? Không, mình thì là mình kê cái giường đó. Kê giường đó? Đấy. Vâng, vẫn có thể trang trí thêm cái bàn. Đây, bàn trang trí đây, bàn ngủ trang trí đây. À, bàn ngủ cầm. Đèn ngủ đây. Vâng. À, thế nào? Đấy, vẫn đầy đủ các công năng. Và nhà mình hai vợ chồng một đứa con mà vẫn có thể này. Cũng đúng thôi, bởi vì chúng ta có hai phòng ngủ, phòng ngủ bên dưới và phòng ngủ bên trên. Nếu mà các bạn thích thêm một phòng ngủ nữa thì đơn giản một cái mình làm một vách vô kính như đây. Thế là cái phòng này là cái phòng này rộng nhất này nhỉ. Nếu mà làm một cái vách kính ở đây, vách vô kính đây, phòng này rộng nhất đi ra ngoài ban công. Rộng nhất luôn. Vâng. Đây mời anh em đi vào. Trên tầng 3 thì nhà mình là để phòng thờ. Đấy. Ở đây mình để một cái phòng để mình thờ cúng. Thì thực ra là mình thờ không hề là quá to, thế nên mình chỉ dùng ba nhỏ thôi. Vâng. Còn nếu mà
gia đình nào mà cũng lớn thì có thể đặt bàn thờ đấy. Vâng. Hoặc là góc này cho nó đúng chiều nhà. Đúng nhà. Vâng. Đây là cái khoảng không sân thượng ở bên trên. Ôi, khá là rộng. Khoảng không dân thượng, và đây là cái chỗ mà hình như là nhà mình. Mình tính là mình để cái máy giặt ở đây. Và phơi phong nếu mưa gió thì mình có thể cho quần áo trong này. À. Đấy. Hoặc là cái đồ dùng gì mà không dùng thì mình có thể để trên này. Nó cũng không ảnh hưởng. Em vừa đấy em ở dưới tầng 2 ấy. Như à quên mất không review cho các bạn cái tầng 2 ở dưới tầng 2 này hình như là trước là anh để máy giặt ở dưới đấy. Cái khoảng không gian chỗ góc cầu thang mà cạnh cái nhà vệ sinh ấy. Đúng rồi, trước là mình để trên đấy, tại vì trên này trước là tôn. Mình cũng không nghĩ ra là mình lập tôn để mình để máy giặt trên đây cho tiện. Dạ vâng. Đấy, thế là mình để máy giặt bên dưới đấy. Dạ vâng. Là có cả ống nước và ống thoát nước ở dưới đấy rồi. Dạ vâng. Đấy. Bây giờ mình về trên này nó tiện hơn. Dạ vâng. Cái khoảng không gian này thì mình rộng như này nhưng mà mình vẫn chưa thể tận dụng làm gì hết nhỉ? Chưa. Chắc là nhà mình tập trung vào làm ăn quá. Xong rồi là này có bạn bè tối đến uống bia hay là nướng cái gì ở đây ăn uống thôi. À, chưa đúng. Buổi sáng không ít sử dụng cái này. Chúng vì thực ra không gian trên này nó cũng nắng. Nó nắng. Vâng. Nên là buổi sáng sinh hoạt trên này là ít. Dạ vâng. Đấy thì em hôm nay em dẫn các bạn đến review và cho mọi người cùng xem qua cái nhà đang bán của anh. Thì không biết là hiện tại giá cả anh để giá như nào anh nhỉ? Hiện tại là mình đang chào bán với bên bạn là với tất cả anh em là 1.250.000.000. Đấy là có thương lượng cho những khách hàng và thiện chí. Vâng. Đấy thì là thương lượng là cho những khách hàng mà cũng ở tỉnh xa như anh Trung. Anh Trung là mình là quê ở Thái Bình. Quê ở Thái Bình. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc ngoài Hải Phòng. Đấy. Thì anh Trung mà ở tỉnh xa đến đấy thì là có hai vợ chồng, đứa con nhỏ thì là ở những căn nhà này vô cùng hợp lý, hay là có thêm bố mẹ ra ngoài này thì là lại có thêm một cái phòng ở bên dưới nữa. Đấy, cái căn nhà này là tự xây nên là vô cùng là hợp lý cho mọi người. À, có thể là có các cái nhu cầu đánh vào cái chính cái nhu cầu của người dùng là gì, vào cái lứa tuổi trẻ đấy, trẻ. Xin chào các bạn, hiện tại xin chào các bạn nhé. Hẹn các bạn ở video lần sau.